sao, sao bị gì vậy? Là 30.000 đồng quý vị nha, tặng phẩm đến từ nhà tài trợ ẩm thực Trần Đà Nẵng là 5 phân vàng trong buổi tối đêm nay. Và bây giờ thì Hùng Cường xin gửi tới quý vị một ca khúc nhạc Nhật Bản lời Việt, bài hát mang tựa đề Đêm Tình Yêu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Xin quay về đây thắp lên lửa hồng. Người về hãy nói một lời, anh mong tình ta sẽ luôn mãi còn. Xin cho đêm nay tình yêu đây nay ta cùng bên nhau nhé. Hey, hey. Người yêu ơi chặt tay nhé, ta cùng nhau đến Tokyo. Đừng quên lãng, đừng thương nhớ, anh và em luôn mãi có nhau. Tình yêu đây nụ hôn đêm, đêm mùa đông ở Tokyo. Em hãy về cùng với anh bước qua mùa đông. Trời vừa lên sáng sớm, đêm tình yêu bước qua đêm dài. Người về ấm áp tình nồng, xin em đừng quên có anh mãi còn. Xin cho đêm nay tình yêu đêm nay ta cùng bên nhau nhé. Trời vừa lên sáng sớm, đêm tình yêu bước qua đêm dài. Trời về ấm áp tình nồng, xin em đừng quên có anh mãi còn. Xin cho đêm nay tình yêu nơi đây ta cùng bên nhau nhé. Đó
Rồi, chị Quyền phát vé luôn, giỏi quá chị ơi, xuất sắc. Rồi, cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, chúng em phục vụ cho quý vị là phòng lợi đặc biệt đầu tiên trong buổi tối đêm nay quý vị nha. Với một tờ lá vé là 30.000 đồng, bây giờ thì ai chưa mua vé cho tay dùm cho Hùng Cường thấy nha quý vị. Đó, chúng em phục vụ cho quý vị trong buổi tối đêm nay. Hết vé chưa? Tôi buồn bữa nay phải cái gì là có Lumi là lên nhảy chung với tôi rồi đó, bữa nay không có ai chờ có Luna với Hùng Cường thôi đó quý vị. Chúng em phục vụ cho quý vị nha, và ngay từ bây giờ thì ai đã mua vé rồi thì Hùng Cường xin mời quý vị tập trung bắt về sân khấu chuẩn bị cho số một đặc biệt đầu tiên trong buổi tối đêm nay. Số gì đây, số gì đây, trở lại đây, trở lại đây, trở lại đây mà nghe kêu số. Mấy gì đây, số gì đây, mấy gì đây, ngồi chờ rất đông vui. Chúng em xin mời bà con ghé trời, lô tô thật hay, cùng Sài Gòn tân thời đây. Từng dòng quay là xoay những dòng đời, huynh đệ tỷ muội chúng em tuy là người dưng, nhưng tôi lỡ tắt đèn có nhau. Góp vui cho đời, nước mắt cho riêng mình, nói cho theo ánh đèn sân khấu. Số gì đây, số gì đây, mấy gì đây, số gì ra, số gì đây, hỡi mong sáng ai đang về quay nghe em gấp gáp nhớ thương qua mùa yêu dấu đã biết xa xa khi mùa đông qua từng đêm nhớ thương từng đêm nông trông yêu nhau đi ba ơi một lần nào ta cho nhau giấc mơ anh ra đi nơi đâu nơi đây em mãi mong chờ đã. Sao à, sao bị gì vậy? Em cõng anh Cường cái cây gì nó đâm vô cái ốc. Đau quá. Không biết là cái cây Eleanor hay cái gì mà nó đâm cái ốc đau quá trời luôn anh Cường. Hay là cái mái tóc anh đâm em? Không, nó xịt keo đó. Không, không phải đâu, cái cây gì á, nó em cảm giác nó tròn tròn, nó nhọn nhọn. Coi coi kiểm tra coi có dấu bị gì không? Đau lắm ông nội này, nhét cái gì trong người mà sao em? Cây vậy? Sao? Cái gì vậy, bị gì vậy? Em đang kiểm tra nè, em rồi. Cái này có gì đâm vô cái áo rồi nè. Số gì đây? Đau quá à. Thôi mình không có chơi trò này nữa, không có chơi trò này nữa. Bà Quyền tối tự nhiên cho chị em với anh em mình chơi chứ để đâm nhau thì đau cũng chết à. Ờ, nhưng cổng Hùng Cường mình đâm cổ đâu chứ. Số gì đây, mấy gì đây, số gì đây à. Khi tình yêu đến, dẫn ta đến bờ bên là sao? Với đau khách là, xót xa cũng là em tìm. Khi tình yêu đến, chỉ còn nhớ mùa nắng hà. Khát khao mái nhà, ấm em với nhau tháng ngày. La 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 la. Em tưởng là ai trong đoàn có ai chơi hụi có nên mở gương. Số gì đi, mới số đầu tiên, mới số đầu tiên con số 3, con số 3, con số 3. Số đầu tiên, số gì đi, ra số gì đi, số gì đi, ra số gì đây. Số gì đi, con số 3, con số 3, chọt vô luôn chị ơi. Chọt vô liền luôn đi. Con mệt quá rồi, tranh thủ giờ này thở nè. Con số 3, con số 3, con bé 3, con số 3, con bé 3. Số gì đây, chị, khủng quá à. Số gì đi, con số 3, chị, chọn chị. Đắm vô. Con số 3, con số 3, con số gì đi, số gì đây. Nhà sang ai làm khói trong sương mai. Sao, sao, hương che nữa trong sương hương.
Bây giờ giờ tình trang chứa thoáng đông nghiêng đi bù, thoáng đông nghiêng đây đâu do đứa sao một tình về đây con mười mấy, 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 con số gì ra số gì ra số gì ra, số gì đây số gì đây số gì đây, con cò cò bay lả lả bay lả hay ra đi ăn đi chơi cho đã kia nào không phải về nhà anh nha, nói một là một mà hai là hai, cái nào không đúng mình cho là sai hơn nay không nổi thường qua ngày mai. Mà có tương lai hai đứa sao nè nè ai bằng ai 42 42 42 42 42 42 42 số chị ra bay chị đây mấy chị ra bay chị đây năm anh em trên một chiếc xe thang như năm bông hoa nở cùng một đội như năm ngón tay trên một bàn tay đã từng chờ cả năm người như một 21 21 21 21
cho vòng loại đặc biệt 30.000 đồng đã có chủ nhân may mắn nha. Bây giờ quý xin mời một vị khán giả có mặt ở đây chúng ta cùng nhau hỗ trợ đoàn để kiểm tra tạo sự công bằng đến với toàn thể các quý vị. Và đoàn sẽ bắt đầu ngưng 15 phút. Anh chị có thể là order đồ ăn và nước uống nha. Sau 15 phút chúng ta sẽ được bắt đầu trở lại tiếp tục với những tà là bé lô tô. Rồi bây giờ quý vị ơi, ngày mai là sự có mặt đặc biệt của quán quân solo của Bolero, tiếng hát của nữ ca sĩ Như Ý cùng với tiếng hát của nam ca sĩ Jack Long sẽ được làm hài lòng tất cả quý vị. Và bây giờ quý vị đại diện giúp em à, để vòng loại sau em sẽ được tặng 2 vé à, 1 vé à. Rồi anh trai là chị Quyền, có anh trai áo xanh nè. Đâu à? Anh trai giơ tay đi. Rồi giơ tay à. Ừ, Quyền mời lên ha, để mình tạo sự công bằng đến với tất cả quý vị. Rồi bước qua bên Hùng Cường giúp Quyền nha. Mình kiểm tra lại giúp Quyền. Dòng loại đặc biệt là 1184. Và những con số đã được ở trong đây thì tất cả mọi người đều có gặp trong tà lá vé. Quý vị mình không có thì la lên giùm em nha. Con số vừa điểm ra 42. Có 1. 28. Có 2. 17. Có 3. Có 4. Có 4. Rồi quý vị đợi xíu, tụi Mido đang hết pin nha quý vị nha. Anh trai đợi tí xíu nha. Và kính thưa quý vị nhớ nha, ngày mai là một đêm với chủ đề là Lô Tô cùng Bolero. Chúng ta sẽ gặp gỡ qua quán quân solo cùng Bolero ca sĩ Như Ý và ca sĩ Jack Long nha quý vị. Chủ nhật sẽ là chủ đề xuôi dòng miền Tây với nam ca sĩ Dương Minh Ngọc nha quý vị nha. Và những lá vé từ đầu đến tới giờ nhưng ai chưa trúng thưởng đó quý vị, mình nhớ đặt ra mặt sau, mình ghi họ tên kèm số điện thoại, mình bỏ thùng phiếu bên trên nha quý vị nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra lại nha. 1184 từ đầu đến cuối nè. Đó, con số tiếp theo, con số đầu tiên là 42. Có 1. 28. Có 2. 17. Có 3. Số 3. Có 4. Rồi kiểm tra một lần nữa nha. Số 17. Có 1. Số 3. Có 1, 2. 28. Có 3. 42. Có 4. Rồi một lần nữa cho chắc nè. 28. Có 1. 17. Có 2. Số 3. Có 3. 42. Có 4. Rồi ký hiệu là 1184. À, hợp lệ. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi qua bên kia nhận dùm Quyền một vé. Rồi bây giờ là nếu như khán giả mình thắc mắc và nghi ngờ, có Quyền kiểm tra lại vé và những con banh nha quý vị nha. Và chúng ta sẽ được nghỉ 15 phút. Quý vị có thể là ăn uống hoặc là order đồ ăn và nước uống để chúng ta cùng trở lại sau 15 phút. Rồi bây giờ mình Quỳnh Hoàng đâu? Đưa Quỳnh lên đi em. Đó, đây là nửa chỉ vàng nha. Mình mua ở tại đây luôn. Rồi giờ mình kiểm tra tiếp đi. Đúng không em? Rồi cảm ơn em nha, chúc em may mắn. Rồi tặng lại tà lá bé, ghi họ tên kèm số điện thoại. Cảm ơn tất cả quý vị, sau 15 phút nữa chúng ta sẽ được gặp lại ạ. Và bây giờ để tiếp nối chương trình ca nhạc tối đêm nay, Quyền xin mời tất cả quý vị đến với một ca khúc mới nhất của Akin Vũ, được viết riêng dành tặng cho Quyền. Xin mời tất cả quý vị đến với ca khúc được mang tên Phận Bướm Vương Tơ. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ca khúc này.
phần bướm dương. Cảm ơn tất cả quý vị. Giơ tay thì quý vị mình giơ tay giúp Quyền nha quý vị nha. Một vé là một cơ may quý vị. Rồi ở xa xa anh chị Văn nằm cái còn mua vé đó, mạnh dạn giơ tay lên giúp Quyền nè. Mấy chị đa mấy chị đa mấy chị đa buồn chị đa ai còn vé qua bên đây, qua bên đây qua bên đây ai còn vé luôn ra ơi còn không có. Mấy chị đa 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 buồn gì đây, buồn gì đa buồn gì đây, buồn gì đây, buồn gì đa buồn gì đa ở lên lầu, số gì đây số gì đi đeo lên lầu luôn em ơi. Chạy nhanh cái chân nha, nhìn cái tay nha, nhìn cái chân nha, nhìn cái tay. Số gì đi sao đã có mấy con mấy chị đi ra mấy chị đi mấy chị đi ra mấy chị đây, mấy chị đi ra mấy chị đi mấy chị đây, để cho đông tháp mười luôn luôn vì nhiều kia là đông tháp mười quê hương ta mơ yêu. Ta chỉ ta sống bên mấy tình yêu xưa đó bên hà cô bên kia mất thành của ngày xưa. Càng sáng tôi chân càng sông, càng sáng tôi chân càng sông, càng sáng tôi chân đầu lúa. Ôi ơi hò, dưới chân thanh ta tìm tay cá trong nhành gạo này hay con 17. Số đầu tiên mới con 17 mới số đầu tiên. Con 17, con 17, 30.000, 30.000 một lá vé dòng đợi này nửa chỉ vàng. Con 17, con 17 mới một con. Mười bảy bốn thì ra cái bốn thì ra bốn thì đây bốn thì ra bốn thì ra bốn thì ra dạ vé hả cho vé thêm à vé luôn à lại vô con mười bảy lẻ bên đây em ơi nhanh con mười bảy bốn thì ra bốn thì ra bốn thì ra bốn thì ra Luna ơi Luna đó 17 ai mua vé sau là chơi được quyền 17 à con mười bảy mấy gì đây mấy gì đa bốn gì đa bốn gì đây bốn gì đa các cụm đúng lộ ô bằng cùng trong ánh lửa sóng bông bò rộn ca tiếng chạy múa bông con ca dòng dế mà đồng đưa giá gạo mang đi thì hãy bấm làm mùa đắng hàng cân gạo nhiều để đắng mía sóng bông bò sẵn có ôi chạy đây người bông bò sẵn có đôi bàn tay giới lòng yêu nước già phù dắt ngày ngày 47 bốn gì nữa đây bốn gì ra bốn gì đây bốn gì đây bốn gì đây con bướm xinh con bướm đa tình đủ vui với lúc hoa bao hoa mà lên đang hòa bình con én bay con én la đà từ về tìm nước cho khúc nhà mình cha 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 năm mươi lăm số gì đây số gì đi cái số gì đi số gì đây số gì đây rồi mấy quá cái mê sông ta lại thành sông số gì ngọt quê ngày đó tay em dài buôn cuộc tình ở đây mưa toàn chuyện trên mây còn tôi như cánh chim sẽ bay đi muôn phương mang về mầm xanh tươi khi lá hoa thật nhiều trái yêu thương đầy cành tháng đêm cho mọi người còn ngày mười có ngày mười có ngày mười hai gì nữa.
xấu gì đây, con xấu gì đây, xấu gì đây, em đi đâu về? Đó thấy không, lừa gạt BD nữa. Lại đi chị ơi, em đi đâu về mà tóc đầy mê, em ngồi em chạy gớt chạy con kia rồi cười một mình la 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 la. Con mười một, số gì ra, số gì đây, số gì đây, người ra có mấy con mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây, trời thanh gió ma, cả cánh câu mấy tuổi gọi nhau, nửa đêm giăng câu, em ước lên có muôn gì sao, 36, 36, còn 36, 36, 36, cái này 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 36, kinh dược kinh phong, kinh dược kinh phong kêu số tiếng 36, 36 đây thì đây chị đó không có kinh nhưng anh trai này có kinh. Dạ. Nhắc lại thấy mặc đồ đen là tôi nghi có kinh rồi. Kính thưa tất cả quý vị, và ngay từ bây giờ giữ lại tài lá bé quý vị nha, để Quyền và các bạn trên này thông báo khi mà kiểm tra hợp lệ chúng ta sẽ được nhận quà, không hợp lệ các nhà mình cầm bé giờ tôi lại tiếp tục. Rồi bây giờ tiếp nối vẫn là vòng loại 30.000 đồng, quý vị nhớ ủng hộ bé nha. Và tạo sự công bằng, Quyền xin mời một vị khán giả có mặt ở đây chúng ta cùng nhau hỗ trợ đòn à. Sau khi mình kiểm tra xong mình sẽ được tặng một vé, một loại sau là 30.000 đồng, chúng ta dò số. Quý vị ơi, ai à? Ở phía trước phía sau ai à? Có ai đại diện lên kiểm tra giúp đòn không ạ? À? Quý vị hỗ trợ đòn nha. Đó, thay vì tụi em kiểm tra cũng được, nhưng mà khán giả mình bước lên đây, cái sự có mặt của tất cả quý vị nó chứng minh rất là nhiều thứ cho đòn. Rồi, bây giờ em xin mời à. Anh chị ơi, anh chị lên. Rồi, anh ơi, anh cũng ngoài xa đó, anh lên giúp Quyền nha. Tụi em không có răng nanh đâu. Dạ, đó. Ta làm không, ta đứng men chứ sợ không. Ờ. Ai như Hùng Cường thì trời ơi, trời, chị nói gì vậy? Sao vậy? Anh Hùng Cường là đàn ông nhất đoàn lắm. Đúng rồi. Chỉ có cái tóc anh hơi sửng thôi. Rồi, qua bên kia nha. Đó. Anh giới thiệu anh tên gì, đến từ đâu đi? Đứng xa, tay ra bé Tư ơi. Cái chuyện ta sợ. Từ Bình Dương. Anh Phúc đến từ Bình Dương. Dạ, đến rồi. Từ Bình Dương đó anh. Ngay bây giờ anh Phúc Bình Dương sẽ hỗ trợ cho đoàn ô tô Sài Gòn Tân Thời. Dạ. Em là con Tư Sài Gòn. Đó. Rồi, bây giờ bé Tư Sài Gòn cùng với anh Phúc Bình Dương nha. Chúng ta cùng nhau nha. 1112 là ký hiệu à. 1112 hợp lệ nha. Con số chúng ta vừa điểm ra 36. Có. À 59. Có. 20. Có. 11. Có. Dạ, cái đó chưa hợp lệ, anh phải nói có 1, có 2, có 3, có 4 giùm em nha. Mình nói lại nha. 1112 ký hiệu à, bị đi. 1112 ký hiệu. Ok, phải nói đàng hoàng hợp lệ nha, vô ba game nè. Mình kiểm tra lại nè. À 36. Có 1. Ok, 59. Có 2. 20. Có 3. 11. Có 4. Chắc chắn cho anh ơi. Chắc. Ok, chủ tư chắc mình dò lại nha. Quý vị, nếu mà khán giả mình thắc mắc, mình nghi ngờ có Quyền đại diện kiểm tra vé nha, để tạo sự công bằng với toàn thể tất cả quý vị. Rồi, em mời anh qua bên đây nha, mình được nhận một vé dòng loại sau, mình dò miễn phí 30.000 đồng tiếp tục. Rồi em chúc mừng anh nha. Cái vé này nè anh giữ lại, quay lại mặt sau tạo là bé như họ tên kèm số điện thoại, để chúng ta sẽ có cơ may nhận bao lì xì của đoàn là 1 triệu đồng. Đoàn ngon nha, quản lý tòa là không chịu chuông. Ờ, 4 con số thì có đủ nhưng anh trai đó không bao giờ có được em. Lý do? Hả? Anh ơi, mình MBD ảnh đi chạy thẳng. Rồi anh bước ở đây giùm em nè, anh bước ở đây nè. Mắc cỡ. Đây nè, bước ở đây nè. Sáp không ăn bé Tư là sao á? Gì? Sáp, sáp là bé Tư không à? Mới đây nè. Sao? 50. Anh kiểm tra vàng giúp Quyền nha. Dạ cảm ơn anh nha. Ồ, con trai tao mắc cỡ, gục ghè, dễ sợ. Hồi nay trúng vàng rồi, không có cầu hôn anh nha. Không rồi. Em dễ dãi lắm. Đi luôn rồi. Bé ba. Ba ơi ba. Với ba, sáp vô ba, sáp vô cái áo đen này. Anh đi mấy người vậy? Tặng em vé chơi nè. Đó, đi nhiều người lắm. 4 người hả? Anh đi với vợ anh đó, bé Tư. 3 người. Rồi, qua tặng anh 3 vé đi, bé ba ơi. Không, có đây trường kìa. Đó, trường. Tặng anh áo đen 3 vé rồi. Trường. Nhau qua tặng liền trường. Đây nè, sumo tuyệt đời nè, sumo tuyệt đời. Nhìn men vậy. Trời ơi, trường.
Nhào qua tặng anh áo đen ba vé. Đó. Nhanh lên. Anh ngồi kế bạn trai. Làm đúng với ba đêm đi má. Ừ. Hả? Ủa nên anh gồng quá bự luôn. Anh gồng cứng nhắc ở dưới ngồi ghế bạn gái anh kia. Ủa thì đúng rồi, anh là anh trai anh ngồi kế bạn gái đúng rồi. Không lẽ ngồi kế chị em mình. Nhưng mà bạn gái mặc đồ đàn ông. Thì à, thì ra từ xa là công tử, lớn đi rồi đi xuống mới biết là công chúa ơi. Rồi bây giờ quý vị mình nhớ ủng hộ vé nha. Và rồi tặng ảnh ba vé đi lên trường. Tặng đi. Đó rồi xong chưa. Rồi lấy ảnh 90. Rồi quý vị mình nhớ nha, người ta là cái tô mà không có hợp lệ đó, nhớ quay lại mà sao tờ là bé ghi họ tên kèm số điện thoại để chúng ta sẽ có cơ may nhận qua bao lì xì của đoàn 1 triệu đồng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất là nhiều mộc lợi với chủ đề là Tokyo. Ngày mai thứ bảy cuối tuần chúng ta sẽ được gặp gỡ giao lưu cùng với quán quân solo của Bolego với tiếng hát đặc biệt dễ thương đẹp xuất sắc của người đẹp như ý. Bên cạnh đó là nam ca sĩ Chắc Long sẽ được chào mừng tất cả quý vị. Thay vì Ngọc Hân, quý vị vì một số lý do nên là sẽ được đổi lịch lại với nữ ca sĩ như ý, sẽ được chào đón tất cả các bác anh chị mình chương trình ca nhạc vào đêm ngày mai thứ bảy. Và bên cạnh đó vào đêm chủ nhật chúng ta sẽ được bắt đầu đến với chủ đề là xuôi dòng miền Tây với chủ nhật có lịch trong Luna. Dạ, Luna sẽ được bắt đầu trong gia đình Vua Sài Gòn quý vị nha. Sẽ được chào mừng tất cả các bác anh chị mình. Và ngay từ bây giờ người đẹp du khống còn mấy vé Luna. Gan quá trời gan mà trời ơi trời gan quá trời gan. Người đẹp du khống.